Chào các bạn nhé. Hôm nay mình sẽ hướng dẫn các bạn cách để đăng ký và tạo tài khoản sàn giao dịch XLFT. Thì cái link đăng ký tại tại sàn giao dịch được mình để phần dưới mô tả của video nhé. Hoặc là các bạn có thể truy cập vào link website kramar.net, link truy cập website được mình để phần dưới mô tả của video nhé. Thì sau khi đã vào được website thì các bạn nhấp vào phần link đăng ký đây thì nó sẽ ra ra cái giao diện như thế này. Rồi thì các bạn nhấp vào phần đăng ký tham gia nhé. Đó thì nó sẽ ra đây, các bạn có số phần bên dưới này, các bạn điền cả các cái thông tin như email của Gmail của các bạn này, xác nhận là nhập lại các thông tin copy cái Gmail bên trên để chỗ bên dưới này, yêu cầu các bạn của các bạn này, hai mặt của này là giống nhau nhé. Và các mã thì các bạn nhập theo cái mã như thế này, URL, nhập theo theo cái mã của họ nhé. Sau đó các bạn đăng ký. Sau khi các bạn đăng ký nhấp vào nút đăng ký thì nó sẽ gửi về cho mình cái mã của OPT. OPT thì các bạn copy cái mã này để điền vào cái điền vào OPT và đăng nhập vào cái website nhé. Sau khi đã vào được đăng nhập được vào website thì nó sẽ ra ra sẽ ra giao diện cái website đây, giao diện chính như này. Các bạn nhấp vào phần hình người này giúp mình nhé. Rồi các bạn kéo xuống phần dưới này, nó sẽ có thông tin về cái tài khoản của các bạn đăng ký. Thì các bạn kéo xuống một đây, setting nhé. Rồi các bạn tìm tới cái phần này cho mình nhé, KIC, xác minh cái tài khoản đó. Sau đó các bạn điền các thông tin của bạn vào. Ở đây mình đã điền rồi nên là nó sẽ không cho điền nữa nha. Sau khi đã xác minh đầy đủ các thông tin như họ, tên, địa chỉ, số chứng minh và cái mặt trước và sau của chứng minh thư và cái ảnh tự sướng chụp hình của các bạn và chứng minh thì chờ một thời gian nó sẽ khoảng hàng sau 24 giờ nó sẽ quay xe cho các bạn và các bạn sẽ nhận được 100 đồng token LFT này nhé. Cái đồng LFT là cái sàn giao dịch tài khoản này là sàn đầu tiên về chuyên về cái đồng tiền điện tử mạng LFT mà bây giờ là rất đang được thịnh hành nhé. Các bạn lên đăng ký, đừng bỏ lỡ cơ hội biết đâu được nó có cái token LFT này của cái sàn này nó sẽ có thể ích lên mức đồ tài khoản nhé. Rồi các bạn có thể ủng hộ kênh bằng cách thường xuyên theo dõi website kramar.net, vào đây để đăng ký các sàn giao dịch nếu bạn chưa có và tham gia vào những cái dự án miễn phí phần thưởng token chuyên về mạng wallet blockchain nhé. Rồi các bạn có thể ủng hộ kênh bằng cách đăng ký kênh và bật chuông thông báo để cập nhật những video mới nhất nhé. Video xin được kết thúc tại đây, cảm ơn các bạn đã xem video nhé.